to pay for it because it's my place. We control this checkpoint. Go there, you want to go there. You want to go somewhere. You have to pay for it. Đây là tình huống giả định thu thập thông tin tại trạm kiểm soát của nhóm số 1, quan sát viên quân sự, lực lượng chuẩn bị tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, thuộc chương trình đánh giá năng lực CEPPP cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nhóm chuyên gia gìn giữ hòa bình chu kỳ 4, 2021-2023, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng. ADMM cộng. Mục đích yêu cầu chung của tình huống là các học viên phải lập được kế hoạch và tiến hành tuần tra thường xuyên nhằm thu thập thông tin về sự tham gia của cộng đồng, tuyển dụng binh lính trẻ em và tình hình an ninh trong khu vực trách nhiệm của lực lượng quan sát viên quân sự Liên Hợp Quốc, rèn luyện và nâng cao kỹ năng giao tiếp, liên lạc bằng ngôn ngữ thứ hai, báo cáo chính xác các thông tin thu thập được bằng các biểu mẫu thu thập dữ liệu cho sẵn, cũng như đưa ra đánh giá về quan sát chính về tình hình địa phương. Chúng tôi trong quá trình thiết kế, chúng tôi cố gắng là đưa vào cái nội dung làm sao nó phù hợp nhất, nó sát nhất với tình hình địa bàn bên kia, cũng như là việc bố trí mô phỏng cái thao trường như thế này. Các cái vị trí chốt kiểm soát đột phá như thế này, cũng lều bạt, tranh tre, nưới lá như thế này. Đấy, thì để các học viên họ sẽ có được một cái bức tranh toàn cảnh. Khi đi qua chốt kiểm soát thì họ phải làm gì? Trước lúc đi tuần tra thì họ phải làm gì? Và trong quá trình mà làm việc ở đây thì họ phải có những cái kiến thức và những cái nguyên tắc nào để mà triển khai. Ở tình huống này, các tay súng trẻ em bị thanh niên tại chốt kiểm soát bất hợp pháp đòi nhân viên Liên Hợp Quốc phải cho thực phẩm, tiền bạc và nước uống, nếu không sẽ không được phép đi qua. Vấn đề là tìm cách thương lượng với các tay súng trẻ em này để qua được chốt mà không vi phạm các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc. Cụ thể là không được phép đáp ứng những yêu sách này vì họ sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Cuộc thương lượng diễn ra không đơn giản. Có lúc các tay súng say rượu, bị quá khích và nổ súng chỉ thiên, đe dọa quan sát viên quân sự. Dưới sự quan sát hướng dẫn của các giảng viên, các học viên đã bình tĩnh vượt qua rào cản là sự bất đồng ngôn ngữ với các tay súng, khiến họ bình tĩnh hơn và đồng ý cho đoàn xe đi qua. Như các bạn đã thấy ở tình huống này thì thực ra team này đã xử lý thành công, đã được cái chốt kiểm soát này bất hợp pháp và cho đi qua. Thế thì tôi nghĩ là cái bài tập này thì họ đã đạt được cái mục đích yêu cầu đề ra của người viết nội dung cũng như là của người điều hành chương trình. Đa số 90% số học viên quan sát viên quân sự tham gia CEPPP lần này đều chưa có kinh nghiệm làm việc tại phái bộ, chưa tham gia nhiều hoạt động gìn giữ hòa bình. Thậm chí đối với số đông, đây là khóa huấn luyện đầu tiên với họ về gìn giữ hòa bình. Tôi dành sự khen ngợi cho những gì các học viên quan sát viên quân sự đã thể hiện trong buổi diễn tập thực địa này, vì các mục tiêu đều đã đạt được. Các học viên đã thực hành rất tốt, nằm ngoài chốc đợi của chúng tôi. Họ đã kiểm soát tình hình rất tốt ở trạm kiểm soát, nơi các tay súng trẻ em bị quá khích. Trong ngày hôm nay, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác luyện tập tích hợp lực lượng quan sát viên quân sự, quân y và công binh trên thực địa với tất cả các tình huống trong khuôn khổ chương trình đánh giá năng lực cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của tất cả các lực lượng tham gia trong chương trình lần này, từ đội ngũ phục vụ cho đến các sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và chuyên gia đã vượt qua mọi khó khăn khắc nghiệt về thời tiết, đang gấp rút hoàn thành chương trình đúng tiến độ và thời gian cũng như chất lượng chương trình.